trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ. Ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã lực lượng cùng nhau vai như vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Một loài hoa đại diện cho tình yêu thủy chung, biểu tượng cho tình bạn chân thành và ấm áp. Không những vậy, loài hoa còn thể hiện một sức sống rất là mãnh liệt, vươn lên mạnh mẽ và niềm tin ở một tương lai tươi sáng tốt đẹp ở phía trước. Chính vì vậy, đội nhóm đã đặt là biệt hiệu hoa mặt trời, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương của các thành viên trong đội nhóm và sự trung thành với công ty Mitsubishi. Đội nhóm của mình luôn luôn hoàn thiện mình qua từng ngày, để cố gắng nỗ lực vượt qua mọi rào cản khó khăn, thách thức trong cuộc sống cũng trong kinh doanh, để đạt được những mục tiêu mà mình đã đưa ra, để tạo nên một xã hội tốt đẹp hay một gia đình hạnh phúc. Các bạn có thấy hoa mặt trời rất là rực rỡ không ạ? Đội nhóm của mình cũng vậy. Cái tên biệt thự hoa mặt trời cũng chính là kim chỉ nam cho đội nhóm của mình nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu. Và cùng với Minh Thảo GSC hướng tới những thành công, những tương lai phía trước và trở thành những bông hoa rạng ngời. Cảm ơn mọi người và xin mong mọi người hãy ủng hộ cho hoa mặt trời.
Xin chào tất cả các bạn, mình xin giới thiệu, mình là Kim Nga. Mình là đại lý VIP khu vực Đông Anh Hà Nội, là thành viên của biệt đội Hoa Mặt Trời. Như các bạn đã vừa nghe chia sẻ về cái tên biệt đội Hoa Mặt Trời, và hôm nay mình rất vui được thay mặt các thành viên biệt đội Hoa Mặt Trời xin nêu ra một số về bộ quy tắc ứng xử của biệt đội Hoa Mặt Trời. Thứ nhất, tôi nỗ lực phát triển bản thân qua từng ngày. Thứ hai, tôi hành động bất chấp sự không hoàn hảo. Thứ ba, tôi luôn coi gia đình là số một. Thứ tư, tôi phục vụ khách hàng vượt hơn sự mong đợi. Và thứ năm, tôi coi đội nhóm là gia đình số hai. Thứ sáu, tôi mang đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Đấy là bộ quy tắc ứng xử của biệt đội Hoa Mặt Trời. Và tiếp theo đây là một cái phần mình nghĩ là rất chi là quan trọng đối với tất cả các bạn khi mà muốn tham gia là thành viên, trở thành thành viên của biệt đội Hoa Mặt Trời. Và mình nghĩ rằng các bạn rất mong chờ cái cơ hội để được trở thành một cái thầy trong những thành viên của biệt đội Hoa Mặt Trời. Để một lần tham gia trở thành thành viên của biệt đội Hoa Mặt Trời của chúng tôi thì các bạn cần trả lời một số các câu hỏi như sau. Thứ nhất, vì sao bạn muốn tham gia biệt đội Hoa Mặt Trời của chúng tôi? Câu hỏi thứ hai, hiện tại mức thu nhập của bạn là bao nhiêu? Câu hỏi thứ ba, mục tiêu của bạn trong năm 2018 là gì? Câu hỏi thứ tư, bạn sẽ làm gì để thực hiện cái mục tiêu đó? Câu hỏi thứ năm, bạn mà muốn mang lại điều gì khi tham gia? Bạn mong muốn điều gì khi tham gia đội nhóm của chúng tôi? Sáu, bạn có đồng ý làm theo bộ quy tắc ứng xử trong biệt đội Hoa Mặt Trời khi tham gia vào nhóm của chúng tôi không? Đấy là những phần rất chi là quan trọng chứ mà tất cả các bạn cũng như thành viên của biệt đội Hoa Mặt Trời phải hiểu và trả lời trước câu hỏi này để trở thành thành viên của biệt đội Hoa Mặt Trời. Xin chào tất cả các bạn. Và tiếp theo các bạn sẽ đến một phần rất chi là quan trọng. Chờ các bạn chờ trong giây lát. Xin chào thầy và các thành viên trong công ty Minh Thảo GSC. Mình xin được tự giới thiệu, mình là Hà Trang, tổng đại lý của Minh Thảo GSC tại thành phố Hà Nội. Vừa rồi thì các thành viên trong nhóm của mình đã trình bày câu chuyện vì sao mà nhóm mình lại có cái tên là Biệt đội Hoa Mặt Trời, bộ quy tắc ứng xử và bộ câu hỏi phỏng vấn thành viên khi tham gia vào nhóm Biệt đội Hoa Mặt Trời của chúng mình. Có câu là muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, còn muốn đi xa hãy đi cùng đồng đội. Và khi tham gia khóa học phụ nữ kinh doanh vừa rồi thì chúng mình lại càng thấm nhuần hơn ý nghĩa của câu nói đó. Vì vậy là nhóm chúng mình quyết tâm là sẽ xây dựng đội nhóm phát triển vững mạnh hơn nữa. Và mở đầu cho kế hoạch xây dựng đội nhóm của chúng mình sẽ là khóa học hành trình 7 ngày trở thành vua bán hàng. Và khi các thành viên tham gia khóa học đó thì sẽ nhận được các giá trị như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ biết cách xây dựng một trang cá nhân có 5.000 bạn bè, 10.000 lượt theo dõi. Thứ hai là các bạn sẽ biết cách thu hút cái tệp khách hàng tiềm năng trong Facebook của mình. Thứ ba là các bạn sẽ biết cách viết content bán hàng hiệu quả. Thứ tư, các bạn biết cách live stream bán hàng hiệu quả. Thứ năm là các bạn sẽ biết cách chốt sale lẻ, khách lẻ và tuyển đại lý. Thứ sáu là các bạn sẽ biết cách để xây dựng cho đội nhóm của mình hoạt động vững mạnh. Và cuối cùng là chúng ta sẽ học được cách để phát triển bản thân của mình. Và sau đây thì mình sẽ trình bày outline chương trình đào tạo của chúng mình. Chương trình sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày. Và nội dung của ngày thứ nhất thì sẽ gồm có 3 phần. Phần thứ nhất đó là phần khai giảng khóa học và thông báo thể lệ của khóa học. Phần thứ hai đó là phần vì sao mà phụ nữ cần phải khởi nghiệp. Phần thứ ba là chúng mình sẽ giúp các bạn hiểu được sự khác nhau giữa tư duy của người bán hàng và tư duy kinh doanh. Ngày thứ hai thì chương trình đào tạo của chúng mình sẽ gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là các bạn sẽ học cách để làm sao xây dựng một Facebook có 5.000 bạn bè và 10.000 lượt theo dõi. Phần thứ hai là các bạn sẽ học cách để xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng và khách hàng mơ ước.
Ngày thứ ba chúng mình sẽ tiến hành đào tạo về cách viết content bán hàng thu hút. Và ngày thứ tư thì sẽ là nội dung đào tạo về cách chốt sale khách lẻ và cách tuyển đại lý. Ngày thứ năm là nội dung về cách livestream bán hàng hiệu quả. Ngày thứ sáu là 8 nguyên tắc xây dựng đội nhóm vững mạnh. Và ngày thứ bảy sẽ là ngày bế giảng vinh danh những thành viên đã hoàn thành tốt khóa học. Và qua mỗi ngày học thì các thành viên trong nhóm sẽ phải làm các bài tập để có thể tối ưu những nội dung mà các bạn đã học. Và chúng mình cũng sẽ phân công những thành viên mà đã là chuyên gia kết quả của từng phần nội dung giảng dạy sẽ tham gia giảng dạy cho các thành viên khác. Và thời gian dự kiến tổ chức khóa học của nhóm chúng mình sẽ là vào ngày mùng 5 tháng 5 cho đến ngày 12 tháng 5. Nhóm của chúng mình là nhóm biệt đội Hoa Mặt Trời. Chính vì thế nhóm chúng mình đã mua tên miền là bietdoihoamattroi.com. Và mục tiêu của nhóm mình trong năm 2018 tháng 4 sẽ là đạt mức 1.800 cốc nguyệt san Link Cup. Và tháng cao nhất của năm 2018 sẽ là 9.000 cốc nguyệt san Link Cup. Mỗi thành viên trong nhóm cũng sẽ tự đặt ra mục tiêu cho cá nhân của mình. Và khi các thành viên thực hiện được mục tiêu đó thì sẽ được vinh danh và nhận được phần thưởng từ nhóm của chúng mình. Và vừa rồi là mình đã trình bày với các bạn về kế hoạch phát triển đội nhóm của mình, chương trình đào tạo cho đội nhóm của mình trong thời gian tới. Sau đây thì sẽ là một số những cảm nhận của các thành viên trong nhóm mình khi mà tham gia kinh doanh Link Cup cùng với công ty Minh Thảo GSC, muốn được chia sẻ tới thầy và các thành viên khác trong công ty Minh Thảo GSC. Xin chào tất cả các bạn, đặc biệt xin gửi lời chào trân trọng nhất đến công ty GSC Minh Thảo, gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các chị em phụ nữ, những người đang đồng hành cùng với GSC Minh Thảo và chia sẻ cốc nguyệt san Link Cup đến cho tất cả các chị em phụ nữ trên đất nước Việt Nam. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thu Hà, nick Facebook là Đinh Thu Hà, số điện thoại 0916627058. Hiện nay mình đang là giáo viên của một trường trung học phổ thông của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mình xin chia sẻ những suy nghĩ của mình kể từ khi được đồng hành và chia sẻ sản phẩm cốc nguyệt san Link Cup của công ty GSC Minh Thảo đến tất cả các chị em phụ nữ ở địa phương mình và những địa phương khác. Từ khi làm việc với GSC Minh Thảo, mình đã thay đổi toàn bộ quan điểm, tư duy, lối sống và cách suy nghĩ. Mình đã trở thành một người phụ nữ tràn đầy năng lượng và giải quyết mọi việc một cách là quyết đoán, dứt khoát, cũng như việc là mình tư vấn cho các chị em phụ nữ khi sử dụng cốc nguyệt san Link Cup và tất cả những khách hàng của đại lý Đinh Thu Hà khi sử dụng sản phẩm cốc nguyệt san Link Cup của GSC Minh Thảo đều có những phản hồi rất là tích cực và chia sẻ cái sản phẩm của mình cho tất cả mọi chị em phụ nữ khác xung quanh mình. Và hiện nay đối với Facebook Đinh Thu Hà, đại lý của GSC Minh Thảo, không cần phải làm công tác quảng bá sản phẩm nhiều, cũng đã có những khách hàng tự động gọi điện liên hệ và yêu cầu được sử dụng sản phẩm cốc nguyệt san Link Cup của GSC Minh Thảo. Và mình hy vọng rằng mình tiếp tục được đồng hành cùng với GSC Minh Thảo trong việc chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, tinh thần cho tất cả chị em ở trên đất nước Việt Nam này. Chúc GSC Minh Thảo ngày càng làm ăn phát đạt, mang niềm vui và niềm hạnh phúc đến cho phụ nữ Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào chị em. Em là Thủy Trương ở Đắk Lắk. Năm nay 33 tuổi rồi. Thì trước khi đến với Link Cup thì em là một công chức đã nghỉ việc và cũng có cái sản phẩm kinh doanh của mình. Tuy nhiên là khi gặp Link Cup và cùng làm việc với em Trang Hà, cùng với đội nhóm của em Trang Hà, thì em được thuyết phục từ những cái chính sách của công ty. Bởi vì Link Cup nó hội tụ cả 8 yếu tố như thầy Dự chia sẻ khi chọn một sản phẩm kinh doanh online. Thứ hai nữa là
mình làm không làm việc một mình. Cái điều em luôn suy nghĩ trong đầu là khi những cái món hàng khác thì em chỉ bán một mình em thôi, nhưng mà với Linh Cúp thì trong cùng một đơn vị thời gian thì mình khi mình xây dựng đội nhóm thì sẽ có đội nhóm cùng đồng hành cùng bán hàng với mình. Cái việc bán hàng ở Linh Cúp, việc bán hàng Linh Cúp nó sẽ không đơn lẻ chỉ là một mình nữa, mà nó sẽ nâng tầm của mình lên, là trở thành vừa là một người bán hàng vừa là người đồng hành cùng nhóm và dẫn dắt đội nhóm. Và cái việc bán hàng này nó sẽ có động lực, trừ từ cái việc là mình hỗ trợ người khác thành công thì cái sự thành công sẽ quay lại với mình. Chỉ là bán hàng online nhưng mà ở bên Thảo GSC đã cho em thấy là không đơn thuần là một người bán hàng online nữa. Em cảm thấy cái giá trị của những người bán hàng được nâng lên. Và xem các livestream của Minh Thảo thì em cũng thấy chị ấy làm việc rất là nhiệt huyết, rất là có tâm, có tầm và luôn suy nghĩ như người khác. Điều đó đã giúp em quyết định và lựa chọn Minh Thảo để bán hàng trong thời gian tới. Rất vui cùng được làm việc cùng với cả nhà và em Trang Hà.